trong cái video này sẽ hướng dẫn với anh em nhanh về cái chúng ta test điều khiển cái IoT từ cái smartphone đến cái bo mạch EP8266 sử dụng Blink ha. Thì trên màn hình hiện tại là cái sau khi anh em vào web Blink á thì anh em tạo mình đăng nhập cái account ha, mình đăng ký account và tạo, rồi sau đó tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái template mới ha, ở cái phần developer zone ha, để mình tạo một cái template mới. Thì ở đây mình đặt tên ha, ví dụ test đi ha. Ở đây chúng ta chọn EP8266 Wi-Fi nha. Rồi, ok, done. Rồi, tiếp theo phần data stream thì ở đây mình tạo một cái enum đi. Mình tạo một cái enum V0 này nha. Rồi, cái này mình ghi ví dụ như là nhiệt độ đi ha. Nhiệt độ đi. Nhiệt độ nha. Rồi, ok, mình để V0 này. Default value là ví dụ 30 độ đi chẳng hạn. Rồi, ok, create luôn. Rồi, ở đây nó có một cái name nhiệt độ V0 như thế này ha. Rồi, bây giờ tiếp theo là ở quét data này, quét data device name. Rồi, ok, bây giờ mình qua cái phần device này này, mình tạo một cái device mới ha. Template test này. Đây, mình chọn xuống cái template test của mình đây, mình tạo mới một cái device ha. Rồi, ở đây thì cái ở đây mình ở cái này á, mình copy cái phần này nè. Đây, mình có sẵn cho anh em một cái code nè. Thì code này đây, code này mình sẽ gửi cho anh em ở cái phần mô tả luôn. Đây, có cái thông tin ba cái thông tin này là nãy mình đã copy ở đây nha. Này, em copy ở đây này. Còn ví dụ anh em nào mà lỡ bấm thoát ra rồi á, mà không có ở đây á, thì mình vào phần device này, thì anh em vào cái phần test của mình này. Ở đây á, xem nó có cái phần info không nào nhờ. Đây. Ok, anh em vào cái phần developer tool nha. Đây cái này, rồi anh em xuống dưới này nó cũng sẽ có thông tin, khi anh em nhấn vào thì nó copy cho anh em luôn. Đó, thì sau khi anh em copy thì anh em thay thế ba cái dòng này trong cái code của mình ha. Rồi, ok, để cho nó update lại cho đúng cái thông tin cái bo mạch EP của anh em ha. Rồi wifi thì mình sửa lại nha mình. Còn hiện tại thì cái code của mình thì nó sẽ gửi một cái giá trị nhiệt độ random trong vòng 1 giây. Sau mỗi 1 giây nó sẽ random đây. Hiện tại cái code cũ mình nạp đây nha. Bây giờ mình nạp lại được cái với cái phần cái template mới mình tạo ở đây ha. Rồi, bây giờ mình nạp lại. Rồi trong thời gian chờ á thì mình sẽ quay cái màn hình điện thoại luôn ha. Rồi ở này màn hình điện thoại mình sẽ ok, để mình ghi lại cái màn hình điện thoại luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ quay màn hình điện thoại nha. Sau khi anh em đăng nhập vào cái app Blink á, đây nha. Sau khi đăng nhập vào app Blink á thì anh em thấy một cái test hiện ra này. Đó, môi trường test hiện ra này. Nên khi mà mình tạo ở bên cái PC rồi, bên này nó sẽ hiện ra này. Thì anh em vào này rồi bấm vào cái phần cài đặt nha. Sau anh em tạo mới này, bấm dấu cộng, tạo mới cho mình một cái này. Ở đây thì mình xuống cái phần đây, label value chẳng hạn nha. Mình kéo này, nên anh em giữ vào cái này, anh em kéo ở vị trí nào, ví dụ mình đang kéo vào trung tâm ha. Đây. Rồi ok, thì anh em bấm vào cài đặt này, cái dấu cài đặt bên dưới này để mình chọn cái thay nhiệt độ này. Rồi, thay nhiệt độ đúng không? Nhiệt độ value. Đây, và mình chọn cái data stream cho nó. À, nãy mình chọn data stream với không. Đây, data stream. Ủa, mình tạo bên kia chưa ta? Xem lại ha. Thì
development zone, my template data stream. À, mình chưa tạo bên này. Rồi mình add new một cái nha. Enum nãy mình nhớ mình tạo rồi mà ta. Rồi ok, mình tạo lại đi. B0 nha. Create này. Rồi ok, mình tạo bên này có rồi nha. Thì ở bên này để mình load lại đi. Chọn data, thoát ra nha. Thoát ra này. Rồi thoát ra này. Rồi mở lại này. Đó. Vào lại thử nha. Ồ chưa có luôn à. Thoát ra mở lại nha. Giờ mình tạo lại nha, mình tạo lại đi. Chọn cái data stream của sao không có ta. À sorry anh em, chỗ này nó có cái nút save and apply nè. Mình chưa save nha. Rồi giờ mình chết. Ok, đây mình chọn lại nè, các anh em thấy giờ nó có N50 nè, thấy không? Rồi sau khi mình chọn xong nhá, đó ra đây, đây nó có V0 này, mình kéo lại nhá. Đây ok, ở đây. Rồi giờ mình chuyển về cái chế độ sử dụng này. Đây thoát ra này. Đây đó, anh em thấy không, ngay lập tức là nó hiện cho anh em số này để mình mở trên cái màn hình luôn này. Anh em nhìn cái lock nha, mình sẽ để cái màn hình đó. Anh em thấy 20 24 mấy 24 25 này đó, nó sẽ cập nhật liên tục cho anh em. Rồi ok, video này hướng dẫn anh em nhanh như vậy thôi, chỉ cần một vài phút thì anh em cũng đã test được cái hiển thị dữ liệu từ cái con ESP lên điện thoại rồi ha. Thì ok, nếu mà anh em cần cái tính năng gì nâng cao thì anh em tiếp tục phát triển lên, hoặc là điều khiển nút nhấn gì đó, hoặc là thêm nhiều cái cảm biến khác, hoặc là điều khiển bật tắt nhiều đèn chẳng hạn. Đó, thì anh em cứ nâng cấp lên, rồi có vấn đề gì cần hỗ trợ thì cứ liên hệ mình sẽ hỗ trợ cho anh em ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.